Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã trở lại channel của Akira của mình. Và chào mọi người đã đến với video nữa về Mini World Blow Up. Ok, là sẽ cùng chơi một cái map parkour của bạn KenZ Gamer TM. Một cái tên rất quen thuộc với các bạn rồi đúng không? Chủ nhân của những cái map như là parkour Salaman, hoặc là cái map parkour dài nhất, khó nhất, buồn cười nhất trong Mini World mà mình đã từng đăng tải lên tại kênh của mình, thì đó chính là chủ nhân của cái map này và cũng là các cái map đó, bạn KenZ Gamer TM. Ok, thì màu đỏ là khó và màu xanh là dễ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một cái map mới của bạn ấy mang tên là Parkour Enchanter. Hay ta còn có thể đọc với cái tên nó dễ hiểu hơn, đó là Enchanter, sữa tắm cho con gái. Đấy, các bạn trong quảng cáo mà các bạn sẽ biết. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến map KenZ Gamer TM. Đây chính là cái tên của bạn ấy đây. Map này rất hay, mong mọi người ủng hộ. Ôi trời ơi, để tự mình bảo map hay luôn, thằng này vẫn dạy. Tổ sư, 5 like cho tất cả các YouTuber anh hùng đi quân sự vui vẻ về với fan nha. Anh hùng đi quân sự về vui vẻ với fan nha. Ôi trời. Facebook.com gạch ngang miwin.5544, đây chính là cái link Facebook của bạn ấy. Nhìn lên trời, nhìn lên trời, ta có thể thấy đây là chính là chữ sorry hùng là sao? Sorry hùng là như nào? SR hùng là như nào? Không hiểu lắm, sao lại phải xin lỗi? Ok, đây có vẻ như là một cái map có vẻ như là dành tặng cho mình với Siro đây. Hơi lag một tí, anh em thông cảm. Rồi, có vẻ như đây là một cái map từ đợi tí đã, hình như nãy giờ mình vào map nó hơi lag thì phải. Thì như đây là map dành tặng cho mình với Siro hay là gì đó tương tự rồi. Bởi vì mình chưa gì mình đã thấy nó liên quan đến mình với Siro rồi. Thanh niên này toàn xây map tặng cho mình với Siro mà hầu như là toàn tặng cho mình đúng hơn đấy. Cái đầu đúng là nãy giờ mình đang hơi bị lag nè. Ok, thì mình mới vào map nên là nó có lag tí, mong mọi người thông cảm nhé. Mình không hiểu lắm nhưng mà thật sự máy của mình giờ này nó rất hay lag nên là có gì thôi anh em thông cảm. Cái đầu má nhảy quá, toàn quá đà. Từ sao không bán tường, mình không bán được nhở, vô lý. Có cái cung này làm gì, mình không xài được vì mình không mở khóa cái cung này. Do là đậu mini mình dùng để bịt ngu hết rồi cho nên là mình không có đậu mini để mà khóa cung này nữa. Từ đây. Ok các bạn ơi, nãy giờ mình đang tìm cách chỉnh nào để cho máy nó đỡ lag một tí, không biết nó có đỡ lag chưa mà thôi kệ đi. Không hiểu sao dạo này máy của mình nó lại hay bị lag quay video đó, cứ đi thẳng nó hơi bị lag. Thì có gì mà nó hơi giật thì mong các bạn thông cảm nhá. Ok, với cả cái lúc mình nhảy khi quay video nó cũng hơi lag thật, mình không hiểu lắm. Ok rồi, mình lưu được game rồi, nói chung nó sẽ làm mình khó nhảy hơn so bình thường một tí nhưng mà thôi kệ đi. Có gì thì mong anh em thông cảm vậy. Ơi, rồi xong. Nó bắt đầu nó giật theo kiểu vô lý đấy. Rồi hết giật rồi. Cứ thi thoảng lại hết giật, thi thoảng lại giật à. Rồi, một cái map yêu cầu bám tường khá là nhiều và độ tỉ mỉ khá là cao. Ok các bạn, rồi tiếp tục thôi. Mình cứ thi thoảng mình lại bị lag nên mình cứ phải chỉnh xem cho nào cho đỡ lag. Rồi ok, chúng ta sẽ thấy đó là vừa nãy thì theo như KenZ đã bảo là màu đỏ là khó còn màu xanh là dễ nha các bạn. Lưu ý là mình sẽ cứ đi màu đỏ thôi, trừ những trường hợp khó quá thì mình sẽ đi màu xanh. Chúng ta sẽ thấy có hai củ gạch, ta đi được fuck. Cái này là nhảy ba block này. Ok, có vẻ như mình chỉnh nó sẽ đỡ lag rồi đấy, có vẻ như nó hơi đỡ lag rồi đó. Thì một cái map, những cái map của bạn KenZ nó đều rất là hay, trên chính vậy nên mình đã quyết định sẽ làm video về map của thanh niên này dù mình chưa xem qua thử xem map nó như thế nào. Vì những bạn này giúp cho mình luôn luôn có một cái niềm tin vững chắc vào cái tài năng xây map. Cái độ dài, độ khó các kiểu. Cho nên là mình gọi là gì nhỉ, mình cứ thấy cái thanh niên này đăng mát là mình chơi luôn à. Mình không có cầu kỳ kiểu như phải vào xem thử check xem map có hay hay không hay gì tương tự, mình sẽ nhảy luôn. Ok, giờ này lắm mà mình không dùng skin con thỏ tại vì mình muốn dùng thử skin hàng Nga tí anh em ạ, đổi gió tí. Cứ dùng con thỏ nhiều chán lắm. Mặc dù mình biết là hình tượng của mình là bé thỏ rồi nhưng mà bé thỏ sẽ đi nghỉ ngơi một thời gian, tùy video bé thỏ sẽ xuất hiện thôi. Chứ không Hùng cứ phải dùng skin hàng Nga tí, không lại bỏ xó hàng Nga mua về chỉ để đấy thôi mà thích. Ok ok rồi, hiện tại chúng ta vẫn đang nhảy đến những chỗ này thì vẫn khá là dễ. Ui rồi, cái này là hình như con chim luôn này má. Thanh niên xây ba mấy cái chỗ này nhảy hình con chim luôn bây. Đây là cái tên trong cái cung à, mũi tên năng lượng sẽ bị dội lại khi vào vào các khối kinh vậy. Nó cho cái cung ở đây nhưng mà cuối cùng chả dùng được. Hình như là cái cung này là nó được à, nó xài được thôi chứ mình không xài được thì phải. Cho nó để được ở đây nhưng mà mình sẽ không dùng được. Ok thì mình sẽ nhảy cái bên băng, cái bên cái tay kia mình còn chưa hiểu nó phải nhảy như nào cơ. Mình nghĩ chắc là nhảy lên với cái tay đấy dễ hơn đấy, nhưng mà thôi mình sẽ đi được khó hơn, nó thành thói quen, đừng như thói quen. Ok trời ơi rớt, mình nhảy vội á. Thôi với cái chỗ này nhảy dễ thì mình nhảy lên nó nhanh tí, không câu giờ, không câu giờ nữa. Ok thôi đừng đọc cái cung nữa, đọc cái cung nó bị dướng rồi. Lại một cái chỗ kiểu như gọi là phiên bản thái cực. Cái kiểu nhảy này là cái kiểu nhảy mà bọn mình quen thuộc lắm luôn đấy ạ, phát ngán luôn rồi. Cái này là kiểu nhảy thái cực nè. Hình như là trên đấy có một cái gì đấy trên đầu mình, có một lớp tàng hình. What the fuck, sao lại cái bên cạnh của nó lại có một lớp tàng hình nhỉ?
Đây này có bao tàng hình nè. Trời má, đầu xanh. Có bao tàng hình mình không biết này. Đấy mình nhảy mình không biết. Bây giờ mình biết đấy. Rồi ok. Chỗ này trên đầu mình có một cái. Rồi đúng rồi đúng rồi. Là mình đấy là mình không biết nên là mình bị rớt à. Ok. Mình sẽ nhảy đây. Nhảy đây là đâu nữa? À nhảy đây là đi đây. Hơi khác thái cực một tí. Ok rồi. Hơi khó hiểu đấy. Mình còn phải nhìn lên đầu để xem mình đang đi cái gì nữa. Từ từ. Bây giờ phát mình đi là mình rớt. Bây giờ mình phải phi lên. Rồi, ok. Rồi, tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết. Cứ bình tĩnh. Từ từ. À, khối tàng hình. Chỗ này không có đúng không? Nếu mà mình nhảy xịt khối tàng hình thì mình sẽ rớt xuống. Ra vậy. Ok. Ok, và lại. Chúng ta có màu xanh và có màu đỏ ở đây. Chúng ta sẽ nhảy màu đỏ nha các bạn. Màu đỏ là khó, ok. Thì nó yêu cầu bám tường các bạn ạ. Ui sợi, ui giời ơi, có 6 block bò. Dế. Game là dế. Xem với cái này đẹp thế nhở. Cái đậu xanh vài mùi thì nó đẹp, thế là rớt luôn rồi. Cái mấy cái map của thanh niên KZ xây map nào cũng cao tít bù khơi. Map nào cũng kiểu như kiểu mình lên mẹ thiên đường luôn đấy các bạn. Kiểu mình đếu ở dưới đất nữa, mình đang dần dần, mình càng ngày mình càng lên thiên đường ấy. Nó xây kiểu đếu gì giúp cho mình lên cao thế nào. Rõ ràng nãy mình ở dưới chỗ này mà không hiểu sao mình nhảy kiểu gì về mình lên cao ấy nhỉ. Lên lắm thiết bị đẩy đưa đẩy em đi đủ đường em lên cao quá. Áp dụng skill tất nhiên rồi. Ơ đó là rồi. Sau đây mình nhảy chỗ này dễ thế mà sao bây giờ mình nhảy các lần tiếp theo thì mình rất lên rất xuống vậy. Ơ trời. Nhảy vội quá. Ờ tí nữa thì rơi trúng cái cát tinh thể là coi như là mình sống đấy. Rơi trúng cái đấy là không chết đâu. Rơi trúng cái đấy là làm cái đi tự sát đấy. Thực ra phải đấy mình muốn sống nhưng mình sống chẳng qua mình không thích ấy. Cái đầu xanh. Rồi. Sao lại vô lý thế nhỉ? Bây giờ mình sẽ áp dụng cái skill. Rồi đấy, bán một tường hai lần luôn. Sợ gì bố con nhà nó. Tất cả chỉ là nháp thôi. Rồi. Chúng xây map làm gì mà làm khó được anh. Úi dồi, thôi ăn lờ rồi. Lại chết rồi, em lại nhảy lại từ đầu rồi ăn lờ rồi. Má đậu xanh. Mình ghét cái chỗ bám tường này thôi rồi luôn. Không phải là mình không nhảy được bám tường mà đơn giản là mình ghét bám tường các bạn. Mình ghét bám tường lắm lắm luôn á. Lỡ hứa với anh em là nhảy đường phải nhảy đường màu đỏ rồi thế là thôi. Giờ là cuộc đời Hùng là đi sang trang mới rồi đấy. Giờ là Hùng phải auto Hùng nhảy đường màu đỏ rồi. Hùng chuẩn bị ăn lòn gaming rồi. Rồi ok, rồi rớt. Má bám tường xịt hoài. Bám mình hay bị xịt chứ không phải là mình không nhảy được nhưng mà kiểu như là mình hay bị xịt ấy. Cái tỷ lệ xịt của mình nó cao quá nên mình không thích bám tường tí nào. Kiểu bám được nó là một chuyện. Thích bám hay không nó lại là chuyện khác. Nhiều khi nhảy nhiều có tay nó bị rối thì bắt đầu nhảy lúc được vàng hết. Rồi ok. Cái kiểu nhảy của mình thì mình sẽ không cần quay mặt ra. Thì gọi anh Sido. Ôi thôi. Cái chỗ khó hơn thì lại nhảy dễ. Còn cái chỗ nhảy dễ hơn thì lại thành khó thế. Đó mình sẽ không cần phải quay mặt ra. Rồi. Hằng Nga. Mình biết cái map này để làm gì rồi. Cái map này chơi Hằng Nga đúng hợp luôn. Hằng Nga đang tìm đường về lại thiên giới. Khi mà anh khi mà chị rớt xuống hạ giới trong những pha parkour bằng tay của Hùng thì chị Hằng Nga của chúng ta đã bị rớt xuống hạ giới. Và bây giờ chị cần phải tìm đường lên lại trên bầu trời. Đó lý do tại sao chúng ta phải đi lên như này. Và những cái lần rớt xuống mà chết của Hùng chính là những lần chị Hằng Nga gọi là sắp bật lờ. Khổ, chị Hằng Nga để vào tay Hùng nó mới đen. Rồi, vào tay Siro có lẽ nó đang khắc bọt mà hơi đen. Thôi kệ, nói chung Hùng đã qua được tất cả các đường khó rồi. Đó là một cái gì đấy nó khá là ok. Hoa anh đào dục kìa. Kinh quá cơ. Rồi. Đến kia mình bắt đầu mình thấy có cái gì đấy nó phi logic rồi. À đây mới 3 block thôi còn dễ chán. Ôi dồi. Gặp mấy cái map của thằng bánh mì nó bắt nhảy 4 block. Cái kiểu chặn đầu nên là mình quen lắm rồi. Quen lắm rồi, ok. Một cái map khá là ok đấy. Không khó lắm. Chặn tàu điện. Đây là chặn tàu điện. Giới thiệu lộ liễu. Ở đây chúng ta thấy đây là Hằng Nga. Bật góc nhìn thứ nhất đi cho nó ngầu coi. Ồ, bay tới nơi luôn. Má xây đẹp đấy. Ok, chúng ta sẽ tới đây. Có một chỗ cực khó. Đây, chỗ này cực khó luôn đấy. Mình nhìn đây là mình biết nó khó rồi. Má nó cao quá. Rơi hoài không chết. Đậu xanh. Cái chỗ này là cực khó bởi vì là nó cách hơi bị xa. Ok, mình chúng ta sẽ nhảy từng cái một. Và bám tường từng cái một luôn.
nó cái kiểu này cái kiểu dạng kiểu thiếu block ấy, nó xây kiểu xây thiếu block. Bình thường là những cái tấm ván này nó phải to hơn, nhưng mà nó xây nó đập nhỏ đi để chúng ta phải nhảy hết cỡ, rất là khó chịu, không đơn giản tí nào. Cứ nhảy chỗ nào khó khó là tay mình chảy mồ hôi nhá. Không phải là mình sợ hay là gì, nhưng mà kiểu nó là cái bệnh của mình ấy, mình bị bệnh chảy mồ hôi tay mà. Không biết ở đây có bạn nào có bị chảy mồ hôi tay giống mình không, chứ mình thì suốt ngày mình chảy mồ hôi tay, tay mình lúc nào cũng kiểu dạng lúc nào kiểu nhớt nhớt ấy. Nghe nó tọp nhưng mà sự thật là vậy. Ok, khá là khó đấy, nhưng không phải là không qua được, kiểu lúc nào nó cũng nhớt nhớt dầu mỡ, đúng kiểu đấy luôn. Nắm tay gái ngại lắm, chả dám nắm, sợ gái nó chê tay bẩn. Nhiều khi nắm tay bọn bạn bắt tay cũng khó, cầm đồ gì của bọn nó vào rồi xong rồi đưa cho bọn nó mình cũng phải lau trước khi đưa. Kiểu như bây giờ bọn nó nhờ cầm hộ cái gì đấy, cầm hộ xong mình phải lau, bởi vì không lau thì nó bẩn, nó sợ. Má sao mình bây giờ mình rớt hết rồi. Thằng này nó xây cao các bạn ơi, mặc dù là nó có đường tránh đấy, nhưng mà nó xây cái kiểu này thì nó như là nó bắt người ta phải đi đường tránh. Mà nó bắt phải đi đường tránh thì đối với mình thì mình cực ghét cái kiểu bắt nhau đi đường tránh như vậy. Điều đó khiến cho mình cảm giác khó chịu và mình lại muốn nhảy đường khó. Và khi mình nhảy đường khó thì mình lại rớt lên rớt xuống thì mình lại mất thời gian. Ok qua. Mãi ngồi nói xàm mà anh ơi mình qua được rồi đấy. Run hết cả tay. Mà run hết cả tay. Ơ. Trời ơi, lên đây mình cần xe điện à? Thôi ăn lon rồi. Ăn lon rồi. Ăn lon rồi. Thế mày phải bảo tao chứ. May đấy, may mình có chỗ lưu game. Thôi chưa là ăn lờ. Mình bây giờ mình phải đi xuống lại để mình lấy cái xe tàu điện kia mình cầm theo. Thế thì mình phải, đáng ra mình phải biết trước là mình phải cầm tàu điện theo chứ. Mình do mình không biết nên mình không cầm theo nè. Cũng may cái tàu điện này nó có bay cho mình, chứ không là mình phải nhảy parkour ngược lại. Ui, tí nữa rớt mất. Cái tàu điện này nhưng mà bây giờ mình chết nó có mất đi không nhỉ? Chắc không đâu. Nó mất đi là hỏng mát. Nó mất đi là hỏng mát đó. Mình nghĩ là không. Ờ ok, không may quá. May quá có một cái tàu điện đi theo mình. Không ăn lờ rồi đấy. Rồi. Thôi xong ăn lờ rồi. Ăn lờ rồi. Thôi xong. Cái tàu điện bây giờ nó mất rồi giờ sao? Các bạn ơi, giờ mình mất tàu điện rồi, giờ mình nói câu gì ngầu nhất đây các bạn? Thôi xong. Bét thằng xây mát mẹ luôn. Đậu xanh thằng xây mát. Má, tổ sư thằng Gen Z. Mày xây mát vậy ai chơi? Có cái tàu điện đây đúng không? Mình có thể ăn gian được. Mình nghĩ là mình ăn gian được. Ok, mình sẽ làm. Mình sẽ ăn gian, mình sẽ bấm cái tàu điện đấy. Và sẽ có một lần ở đấy mình sẽ không chết. Và khi mình không chết thì mình sẽ lấy được cái tàu điện này vào trong người. Ôi, mình sẽ có thể làm được điều đấy. I can do it. I can do it. Just do it. Do it. Ok, rồi, ta sẽ bấm đúng vào cái xe điện. Bấm. Rồi, ok. Rồi, ok. Bây giờ mình đập được cái xe điện đấy rồi. Thì bây giờ mình sẽ nhảy xuống, mình sẽ nhặt nó ấy, các bạn hiểu không? Lúc mình rơi xuống mình sẽ nhặt được kịp nó. Và khi mình nhặt được nó xong rồi thì nó sẽ vào người mình. Cái xe điện đi đâu rồi? Mình nhìn không ra nữa rồi. Ở đâu nhở? Xe điện đây đâu nhỉ? À đây. Trời ơi, khó vãi, khổ thân tôi. Thân tôi khổ quá mà. Đến cái map còn hành hạ mình. Đấy, thành công rồi các bạn ơi. Mình đã hủy được cả lỗi của map luôn các bạn ạ. Rồi bây giờ mình phải từ từ. Bây giờ phải từ từ. Đúng rồi, phải từ từ. Đúng rồi. Ơ, tôi chết rồi. Alone rồi. Không bấm kịp giường tôi ăn lồn rồi. Hết mới ăn lờ rồi. Mình không bay tới được cái chỗ cái xe kia nữa rồi. Vậy là thôi. Em đi chân lạnh buốt. Đầu xanh thằng lòn xây mát. Thằng lòn Gen Z, mày mất dạy vừa thôi em ơi. Anh bây giờ chả lẽ anh đi nhảy lại mát? Đéo nhảy nữa. Bố mày đéo nhảy nữa, bố mày đi tìm cách ăn gian mát này. Chứ bây giờ mà đéo ăn gian làm sao mà tao win được. Bây giờ mày bảo tao win làm sao hả? How to win boy. Mày phải bảo trước là anh mày cần tàu điện chứ. Trời ơi, giờ hết ăn gian rồi, cái tàu điện nó ở đấy luôn rồi, giờ sao? Giờ sao? What the fuck?
má thằng xây mát. Trời ơi. Lần đầu tiên không phải bỏ mắt parkour. Ok, nếu như các bạn thấy thích video này, đừng quên để lại một like, một đăng ký và bấm một cái chuông để thông báo mới nhất kênh của mình nha. Thực ra mát thanh niên là xây kiểu này bị lỗi và nó xây cái kiểu trôn này, nó cố tình, nhưng mà nó xây kiểu này thì mình không biết được là mình cần tàu điện, mình không cầm theo, và mình đã cố gắng ăn gian hai lần rồi nhưng mình không bấm kịp vào giường, thì bây giờ là coi như là bị lỗi mát rồi, thì phải nhảy lại từ đầu. Nhưng mà thôi, mình sẽ đéo nhảy lại từ đầu nữa. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo, và chúc các bạn tốt lành, xíu game, bye bye.